Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình xin giới thiệu dòng bếp từ đôi mới Model Bedini BDN Q222. Dòng này là model bếp từ đôi mới nhất năm 2021. Bây giờ mình sẽ test qua về cách hướng dẫn sử dụng bếp các bạn nhé. Đầu tiên là bếp từ, cho nên mình phải đặt đúng cái nồi inox, nồi từ. Đây, cái nút này nút nguồn các bạn ạ. Các bạn ấn lên thì các bạn sẽ vuốt slide này. Thì công suất hiển thị nó sẽ là từ 200 đến 2000. Tiếp đến là nó sẽ có nút booster đây. Booster cao nhất là 2002. Và khi đang đun nấu, nếu mà có hiện tượng là trào, các bạn có thể ấn nút tạm dừng đây. Đấy, nó tạm dừng bếp. Mở tạm dừng, các bạn ấn lại đúng nút đấy. Đây. Ngoài ra thì nó sẽ còn thêm các chức năng là warm, tức là xào rán hoặc đun nấm hoặc giữ ấm. Đây, nó sẽ có 3 chế độ đây. 70, 80, 90. Khi mà các bạn muốn trở về chế độ ban đầu, các bạn sẽ vuốt slide lại thì nó sẽ trở về nấc công suất như bình thường. Rất là dễ sử dụng, bàn phím rất là mượt và trơn tru các bạn ạ. Và tiếp theo là nút hẹn giờ. Hẹn giờ đây là hàng đơn vị và tiếp theo là hàng chục. Mình sẽ ấn nhé. Đây. Hàng đơn vị mình đang hẹn là 2 phút này, đến 3 phút, 8 phút, 5 phút. Đấy. Tiếp đến là hàng chục. Đây, 15 phút đây các bạn ạ. Và tiếp đến là nút hẹn giờ. À, nút khóa an toàn trẻ em, có hình khóa đây các bạn này. Đấy, mình đã khóa an toàn là mình khóa tất cả các tính năng của bếp. Mình sẽ không điều chỉnh được. Đấy. Muốn mở khóa thì các bạn cũng giữ nút đấy trong vòng 3 giây, nó tự tắt lốc. Đấy, rất là đơn giản đúng không các bạn? Và cái bên cạnh thì nó cũng tương tự như vậy. Ngoài ra thì bếp này sẽ thêm một tính năng là chống tràn. Đây, mình sẽ thử các bạn nhé. Mình cứ thử đổ nước này. Khi mà đun sôi ấy các bạn, đun sôi ấy, nấu sôi ấy, đây mình sẽ cho nước vào. Nước bằng phím nó tràn, nó sẽ cảnh báo là CCC, chống tràn. Tính năng nó rất là tiện lợi. Nếu mà các bạn để quên hay các bạn nấu đun sôi nó tràn, nó sẽ cảnh báo CC, nó tự ngắt bếp. Và khi mà bạn muốn nấu lại thì bạn sẽ lau lại cái mặt kính. Bạn đặt bếp ra, bạn lau cái mặt kính thì nó sẽ hiển thị như bình thường các bạn ạ. Đấy, tắt bếp đi, bật lại, nó sẽ hiển thị như bình thường. Đấy là cách về hướng dẫn sử dụng bếp từ Bedini BDN Q222. Xin chào các bạn.